Đi một tuần em đi một lần nha. Sau đó thì một tháng em đi kiểm tra mặt một lần thôi. Tháng đầu tiên thì em cứ đi như thế, tuần đi lần. Còn sang tháng thì em chỉ đi tháng em đi lần thôi, cứ đi duy trì miết vậy đó. Chứ còn cơ địa em mụn không thể nào mà hết lần hết luôn, em hiểu không? Cơ địa mình lây mà em thả ra là ăn bị lại như đây. Nếu mà em không, em để vài tháng em không đi nặng á, nó lây lại như đây đó. Tức là mình phải bôi, mình phải rửa mặt, mình phải chăm da, vì đó là cơ địa. Xí bông nước muối
Phải tư là đánh đề đó. Qua giờ rồi. Thì đó ta đang nói mấy lần. Không đã đã mắc số rồi bác. Cũng ma đi. Má đi đó Vinh. Thì biết rồi bà trời là con ma có tiền đâu trời. Hồi nãy thì lượm có đến đê không bao giờ bị đến đê đâu. Khi lượm đến đê con bị cho. Vậy ra coi có ra 74 không nghe. Vì như mớ run rắn là định con chứ điều hôm nay mơ. Mi mơ rụng răng hả? Kể mi mơ bị bẹt răng. Thế là mày có điểm nữa. À. Kìa rụng răng là cái chi kìa, số máy kìa. Mà đề mua xuất hiện. Không biết số máy mình chắc đúng tiền trồng lại cái răng. Thì mới số cái răng lúc lắc cái niêm đang có mặt cái niêm lúc lắc lắc. Đúng rồi, không phải có cái niêm hả? Tình giấc mơ răng cũng có liền đó. Răng đang liền. Mà cái răng trái cái ánh nhỏ quá, anh cái bè ra cái răng cho cái răng lúc lắc đó. Ngỡ mơ sơ. Tào lao thiệt. Tào tiên là đánh chi? Nắm hái á. Khiết. Tào tiên là đánh chi? Năm hai. À tiên là năm hai à. Mã đi. Tiền của bà hỏi không biết chứ. Tiền rồi tôi không biết nữa. 4 là cái gì? 3 9 rồi. Anh chắc phải con rắn 3 2 7 2 đó. Không biết. Cũng biết mà. Không, ngày bữa em định một lần thôi. Em định mới trụng 100.000. Em chỉ phải định em đi chơi, em nhờ bạn em vô. 15 con rắn đúng không? Đúng rồi, đang có đưa cho con rắn đó. Xong ra định 10g lên 32 hay ra lắm. 32 hay ra lắm. Hơi nhỏ vậy á. Xong nhờ bạn nhờ. Định 10g. Hồi trước ta đánh cũng 32 đó. Số 900 đó lắm trời. Vui vậy sợ. Định 18 luôn vậy đó. Hồi nhỏ mấy người lớn 6 này nhờ mấy đánh vậy. Nhờ mấy đứa kia là đi vòng gì. Còn em đi bán vòng. Đi vòng quay số. Không thường kinh thiệt đấy chứ. Gái gung gì lạ phải. Bởi thiệt cái thằng với con gái gì nữa. Bởi ấy là đúng rồi đấy. Cứ vô hạo thì ta thấy con Hiền là giống cái thằng rồi. Ta thấy con Trang vô hơn cái thằng. Trong quá mình có hai cái thằng. Thằng Hiền và thằng Trang. Nó không Phương thì mày hơn. Thank you.
Ông Phương chắc mình ra đổ cái ốt mới chơi kìa. Bạn thân chị nhau đang mới chơi thiệt. Cấn bạn chơi luôn. Cấn vào cái chơi luôn. Nói gì lạ hả? Đêm đêm có xếp hàng chờ theo đến lượt nhỉ. Dẻo luôn. Lo nặng xong chắc lên tăng còn 74 kg.